Bao nhiêu nước đá. Con mệt rồi. Tắm là không dám tắm luôn á. Có nóng lạnh mà. Lạnh không con? Kêu. Tới Đà Lạt rồi đó này. Hỏi thì tối tới giờ. Tới rồi đó. Bây giờ ta cũng lạnh giống như kẹ rồi đúng không? Dâu. Ơ vậy đây có nghĩa là sưởi. Dâu. Mà dâu không? Dâu. Lạnh không con? Lạnh luôn luôn. Lạnh quá. Quá. Ê, còn cái ly nước đậu xanh không? Không lấy nước đậu xanh ra luôn. Trời tay đâu sách mà.